mình làm ốc luộc sả. Không biết làm gì ăn, làm đại đi. Chưa học nấu ăn. Ốc luộc sả nha. Nó bự. Nó trắng nè. Kế. Ừ. Đang quay đó. Để đắp lên cho nó dễ chín. Còn này là nấm. Nấm. Nấm này không biết kêu bằng nấm gì, không biết nữa. Không biết nấm gì luôn. Rồi mình một hồi mình nhúng lẩu ăn. Nấm này nấm gì trời. Này làm món lộn xộn đi. Này thì rau xà lách son. Nãy mình mới cắt ra rửa rồi nè. Còn này con nấy uống nu uống nần. Ngon quá. Uống nu uống nần. Này là nấm nè. Rồi làm lẩu, nước tép với cá. Rau, nấm, tép, cá. Nồi ốc bây giờ lửa cũng hơi lâu rồi, mình dở nó ra thử. Thử ra nó sôi chưa. Sôi. Xả bơi mùi lên thơm quá trời thơm luôn. Thơm quá. Nó thơm. Sôi lên rồi. Ốc này chắc luộc mau chín, xíu là chắc chín. Nhìn hấp dẫn. Mùi thơm. Xả nó bơi mùi lên thơm quá. Hồi đại lại xíu. Dở ra. Ô, sâu quá. Sâu quá trời thôi nè. Chắc chín rồi quá. Cái này nó mau chín. Xíu là chín rồi. Con này cũng con ốc này cũng hơi nhỏ chứ không bự không. Hơi nhỏ xíu. Tắt. Tắt đi. Để nắp lại. Đây mình đang nấu nước để làm lẩu. Nó hơi có bọt. Dớt ra. Nó có vị hơi chua chua chút, ăn nó mới ngon. Sôi dữ vậy. Mình sẽ cho một miếng đường. Vậy.
cho muỗng rưỡi. Đường, bột ngọt, muối cho nó tan ra. Tại nhà không có mặt bàn để đỡ gì đi. Ăn ở dưới gạch. Rau nè. Đây là rau. Đây là nấm. Đây là cái nồi nước lẩu để mình bỏ tép với bỏ cá vô. Chờ cho nó sôi. Tép sáng đi vòng vòng mua không có tép bự, tép con nhỏ nhỏ mà cũng bán mắc chết rồi. Thả tép vô. Số cá này bự quá bỏ vô. Cho nó sôi. Cơm gia đình ăn đơn sơ nha. Không có làm món gì ngon. Quay đỡ. Ăn đơn sơ đơn giản. Chào cá, con lẩu cũng sâu dữ rồi. Ồ. Bỏ ăn. Nấm vô. Nấm này chắc hơi lâu chín. Này ăn đơn sơ gì ba món, hai món chứ, ốc luộc sả với lẩu, món ăn gia đình. Tại mình cũng không có thời gian rảnh để làm món này món nọ. Rau nhìn ngon ha. Trời, ba cái xà lách nó ngon lắm. Nhúng lẩu ăn là hết sảy. Xà lách son. Không có chua không. Vừa ăn được. Tô ốc. Lấy giá cho mẹ Quỳnh.
sôi dữ, hớt bọt bớt. Vớt bọt, sôi quá, vớt bọt, vớt bọt. Sáng quên mua miếng rau cần tàu, thấy vô cũng ngon. Sôi dữ, còn lửa nhỏ lên chút. Chưa chín xíu, chín mới ăn được. Tại núm này nó lâu chín. Chua chua xíu, không chua nhiều, gì cũng được. Ấp ruột xả, rau, với nấm. Nhà có ba mẹ con à, ăn nhiều, nay ăn đơn sơ gì được rồi. Mình quay nhiêu đây thôi nha các bạn. Bữa nào mình làm món ngon khác mình sẽ quay nhiều clip hay hơn và làm món ngon nhiều hơn nha. Tạm biệt các bạn.